Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Nhà đẹp cùng LK. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ chiêm ngưỡng bản vẽ 3D không gian căn biệt thự phố kết hợp sân vườn vô cùng đẳng cấp của anh Trung tại thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi là Nguyễn Giang sẽ đồng hành cùng quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Nếu như quý vị đang sở hữu một thửa đất tầm trung và lớn, yêu thích phong cách sống thoáng đãng, hòa mình với thiên nhiên giữa phố thị ồn ào, thì hãy cùng tham khảo mẫu biệt thự phố kết hợp sân vườn này ngay nhé! Ngôi biệt thự có diện tích khoảng 219m², có chiều rộng 7m, chiều dài 31m, bao gồm cả diện tích sân vườn. Biệt thự có 2 tầng, diện tích mỗi tầng khoảng 161m². Căn nhà bao gồm 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 3 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh. Tầng 2 có ban công cho cả phía trước và phía sau nhà. Bước chân vào không gian biệt thự, chúng ta sẽ có thể cảm nhận ngay được sự thoáng đãng, mát mẻ của thiên nhiên. Các kiến trúc sư LK đã bài trí khu sân vườn bao gồm sân, hồ cá, tiểu cảnh để trồng cây và hoa, tạo không gian thiên nhiên xanh mát. Phía trên được bố trí mái che để giảm bớt ánh nắng gắt. Khu sân vườn sẽ được bài trí bàn trà để gia chủ có thể thoải mái tận hưởng không gian sống. Phòng khách có diện tích khoảng 42m², được thiết kế theo phong cách hiện đại, sử dụng gam màu xám và nâu nhạt. Nội thất dùng sofa thay bàn ghế gỗ để tạo không gian sang trọng hiện đại. Phòng khách được sắp xếp gọn gàng và bên cạnh cửa sổ để tạo không gian thoáng đãng, tận dụng ánh sáng thiên nhiên triệt để căn phòng trở nên sáng sủa và thoáng đãng hơn. Đi sâu vào phía trong sẽ là khu vực bếp, đối diện cầu thang lên xuống tầng 2. Căn bếp hiện đại, gọn gàng với bộ bàn ăn đơn giản, màu sắc cho căn bếp được lựa chọn là màu trắng để tận dụng ánh sáng thiên nhiên từ khu tiểu cảnh phía ngoài nhà, tạo không gian vừa ấm cúng vừa thoáng đãng. Cầu thang được các kiến trúc sư sử dụng để làm nơi để đồ khi thiết kế tủ chứa gọn gàng ngay dưới chân cầu thang. Lan can kính với tay vịn gỗ tạo vẻ sang trọng, hiện đại. Có tổng cộng 3 phòng ngủ, 1 phòng ở tầng trệt và 2 phòng ở tầng 2. Điểm chung của 3 phòng ngủ đều được các kiến trúc sư LK bài trí gọn gàng khi sử dụng giường và tủ thiết kế thông minh để tiết kiệm không gian. Đặc biệt, phòng ngủ tầng 1 còn có cửa kính rộng, view hướng ra ngoài khu vực tiểu cảnh sang trọng, tạo đẳng cấp của gia chủ. Phòng thờ được các kiến trúc sư LK bố trí trên tầng 1, phía ngoài là ban công thoáng mát để phòng thờ trở nên hợp phong thủy. Không gian phòng thờ được bài trí theo kiểu truyền thống, sử dụng sập thờ gỗ và bình phong gỗ để tạo nên sự tôn nghiêm. Phía bên ngoài có lối đi được sắp xếp bàn ghế để thưởng trà, thưởng hương. Gam màu chính được sử dụng cho cả ngôi nhà là màu trắng và xám, lấy điểm nhấn là không gian xanh của vườn cây, mang lại một luồng gió mới cho biệt thự giữa phố thị đông đúc đầy khói bụi. Lối bài trí hiện đại nhưng vẫn mềm mại, dịu dàng, có điểm nhấn nhá phù hợp, toát vẻ sang trọng và đẳng cấp. Kiến trúc sư LK tận dụng được tối ưu không gian, kết hợp không gian sống với thiên nhiên, biến căn biệt thự thô cứng trở nên hài hòa, có hồn và đầy sức sống. Quý vị thân mến, LK với tổng số 5 chi nhánh trải dài trên 5 thành phố lớn của cả nước, cùng đội ngũ kiến trúc sư giàu kinh nghiệm, tận tâm, chuyên nghiệp, lấy mục tiêu đem những thiết kế đẳng cấp vươn tầm thế giới, cam kết sẽ đem lại chất lượng phục vụ tốt nhất. Được thành lập từ năm 2016, LK đã chiếm được đông đảo lòng tin của khách hàng cả trong và ngoài nước, khẳng định chất lượng và uy tín hàng đầu. Và nếu như có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc, quý vị đừng ngần ngại, hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi qua hotline 0869 555 220 hoặc 0869 555 051 để được tư vấn tận tình. Chuyên mục Nhà đẹp cùng LK hôm nay đến đây xin phép được tạm dừng. Quý vị cảm thấy không gian của căn biệt thự vừa rồi như thế nào? Hãy để lại bình luận phía bên dưới và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh YouTube LK để đón chờ những video hấp dẫn phía sau nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!